Cánh đồng lúa nhà em là đang được gặt rồi mọi người nhá. Sắp tới là chúng em sẽ đi quay trở lại bắt chuột. Hứa hẹn nhiều những cái video rất là vui nhộn để cho khán giả cùng trải nghiệm. Khi nào mà phải gặt xong thì vợ chồng em mới bắt đầu đi bẫy chuột. Tại vì cái mùa này nó không được nhiều như là cái vụ mùa kia. Vụ này là vụ chiêm nên là chúng em là cái này chuột nó không hiểu là nó đi đẻ hay đi đâu mất mà chẳng thấy chuột gì cả. Cho ké nhờ bóng con lớn chút nhé. Em ké nhờ tí không thì đen hết em rồi nhỉ. Nhanh ra kia. mình ấy đấy đằng này trước sợ nó gặt này. Sợ nó gặt hết là nó đè bẫy của mình ấy. Wow, mương này. Nhìn mương đẹp không? Đẹp này. Hôm qua có đặt ở đây không anh? Có, anh đặt mấy cái dọc. Thế mấy ở trên đây trước. Ở dùng lúa trước. Trời, lúa năm nay chắc là được mùa lắm đấy. Nhìn này bông này. Bông nào bông đấy á. Dài ơi dài. Ngày xưa chúng em đi gặt như này là thấy mẹ em bảo là đuôi dài như đuôi trâu. Em giữ cho nó ấy ở đây không nào, dùng mấy cuốn này nước cạn không này. Nhìn cái nốt này. Này. Trên ngang cây lúa hả? Phơi hết bẫy rồi. Cho vợ đi nhờ thế. Đi đây lắng không là đen hết làn da của em mọi người. Thả nào cũng có khán giả chém cho xem. Chém gió ua. Vợ giờ có đầy thế này nữa thì nó cũng không bắt nắng nữa. Nó không còn nó không còn độ đen nữa. Đấy. Tôi chết rồi. Mời mọi người nghe. Bóc mẹ vợ. Ôi chết rồi, hỏng hình rồi. Hỏng rồi. Ôi trời ơi, cái bẫy cua của cháu. Sao hôm nay ông gặt sớm thế? Trời ơi, bẫy cua của cháu bẹp hết rồi. Mất to một cái bẫy cua rồi. Thế thì xin này. Sao lại đặt đúng cái điểm này? Đau đầu. Ở đoạn này có một cái này. Lắng quá, lắng giáp luôn mọi người. Ê. Ôi, mấy cái ông máy giặt này à. Mấy cái ông máy gặt này chả. Thế là toang một cái bẫy cua rồi. Chả thấy cua đâu, mất toi cái bẫy, hỏng luôn cái bẫy mọi người. Giờ không thấy mất hình, không thấy hình đâu nữa. Ê, chết rồi. Sao ông gặt thế? Ừ. Vâng. Này, bọn này nhà em mò ấy. Bây giờ biết đâu mà mò đây. Ôi cháu nhờ bóng quan lớn tí. Nó chìm trời ơi. Nó chìm mà nó cuốn hết rồi. Thế chị này. Quá đen. Cái đoạn này hôm qua là cháu thấy nó xanh này, bảo chưa chắc người ta đã gặt. Rồi trong này có bẫy nè. Đi nhé mọi người nhé. Ôi giời ơi, thế là mất tối một cái bẫy rồi. Bây giờ cháu mới đi nhấc, chả biết có không. Vâng. Qua nhà cháu lại đặt ngay ở cái ruộng này. Vâng, vô tình người ta xuống thôi, người ta chả biết đâu còn lần. Giờ cháu mới đi thăm bẫy. Nắng quá cô nhỉ. Ê, mấy cái này che mông nè. Tiếp nắng rát rát luôn. Thật. Wow, cua kìa mọi người nhìn nhỉ. Nuôi đây em tí nữa. Được có 3 con. 3 con hả? Đấy, thế là hỏng toi mất một mất tiêu luôn một cái bẫy cua. 3 con và một con cá rô phi. Đúng không? Rô phi là mồi. À, rô phi là mồi hả? À, mới dỡ cua đấy. Vâng ạ. Cho đặt một cái ở đoạn này chứ. Nắng quá. Máy chắc là cua toàn. Cua này mới là cua xịn đấy. Cua xịn luôn á. Cua to không? Ăn ngon lắm ấy. Vâng. Giờ đâu bây giờ cháu mới đi thu ạ? Giờ mới thu thì một cái đoạn này mà. Thì đè hết rồi đâu. Được hẳn 3 con. Ủa con nào còn lấy to nhỉ cô nhỉ? Sớm để nó đè vẫy đi. Khổ quá, ai nghĩ ra được là hôm nay máy gặt đâu cô. Ốc không lấy đi. Không lấy ốc hả anh? Ốc lấy gì bé tí này. Tiếc thế.
Nó đè mất bẫy ở đoạn này này. Bị chìm mất rồi con đó. Bây giờ không nhìn đấy. À hình như kia kìa anh kìa. Kia kìa. Kia kìa. Nó ngoi lên kìa. Đâu? Trên cái đám này thôi. Kia đi. Đi nhanh lên không mày chốc lại. Đây đi. Máy nó này. Đây này. Có đúng không? Đấy, đấy, đấy. Ở trên cái Momo cao cao kìa. Ừ, hình như thế. Đúng rồi. Đấy, đấy. Đấy. Trên. Không phải. Có. Thế lại mắt xịt rồi. Qua ở cái đoạn này nó xanh. Cháu bảo là trong cái chín ngoài xanh chắc người ta không cắt. Nắng lắm rồi này. Đi tiếp thôi nha mọi người nhé. Đưa vợ sách nam cho. Để vợ che cái chân này cho đỡ nắng này. Nắng quá mọi người ạ. Nước hôm nay rất là đẹp. Tiếc cái bẫy quá. Sợ nhỉ, nắng rát rát. Wow. Bẫy đấy được mấy con anh nhỉ? 3 con à? 4 con. Thế yeah. Ờ. Này còn phải bẫy à, bằng à mồi bẫy là bằng con cá rô phi à? Ừ, hôm qua anh đi. Thằng nào hôm qua thấy chồng em đi bắt. Nhưng mà cá này anh bắt được toàn cá bé quá, đâm nó mồi nó nhanh hết đó. Thế à? À nó vào không, nó rỉa hả? Ừ. Rô. Rô này rán giòn nó ngon. Ừ. Rán giòn cuốn nó nốt. Ngon luôn. Thả ốc xuống. Thả ốc xuống để hôm nào còn đi bắt ốc. Tự nhiên nó ăn ốc lại thèm ghê. Ốc bươu này xào xả ớt cũng ngon nè. Mà không thì em thích nấu món củ chuối. À quên, quả chuối. Mấy hai bẫy mà. Hai bẫy này mọi người này. Cua này, đấy ngon không? Được 7 con cua và một em cá rô. Hai vợ chồng em là thực ra là không cấy phải cách đây phải được 2-3 năm rồi. Không cấy tại vì có cái năm đấy á, vợ chồng em mưa bão này hay là đi gặt xong rồi là nhà em lại cấy cái lúa này, nó lúa cái chân ruộng ấy, được gặt sớm hơn so với mọi người. Thế là mỗi nhà em thì máy gặt người ta không xuống được, gặt tay xong rồi về lại công nông không có, kéo xe bò, kéo xe cải tiến về. Cô gặt đấy hả cô? sao không thuê máy cho nhà nữa? Chị ít quá à? không cắt thì tiền ta để đâu cho hết. Vâng. Mỗi con cành. Mỗi con á? Thế là vợ chồng chúng em gặt xong rồi chở xe cải tiến về nhà xong rồi làm máy tút nữa, còn gọi người ta còn không vào cơ. Máy tút gọi không vào, thế là năm đấy nắng ơi nắng, thế là từ cái ngày đó là bọn em sợ luôn, không thèm cấy nữa. Có con cua càng to không nè? Ui dồi, cua càng to. Ốc kìa, quay, đây con cá rô. Cá rô ta. Ý, nhảy mất rồi. Ngon nhỉ? Cái kia còn con cá nữa nhỉ anh kìa. Cá chết rồi. Chết rồi á? Tí á. Ui. Ôi, nó cắp chồng em á. Rồi, ui. Cái càng của nó nhỉ, mọi người nhìn đi. Chủ tốt là bị bẹp mất cái bẫy cua hất nó xuống ruộng kìa. Hất xuống ruộng kìa. Bị mất cái bẫy cua mặt nghẹt đấy. Nè. Cái mồi nó bé quá, nó nuôi cả ra ngoài này. Là cua nó không vào nữa, nó cứ ở ngoài nan thôi. Thế à? Mồi to cơ, thì là nó sẽ cứ nó bắt buộc nó phải chui vào trong. Khoảng chừng tuần sau ấy nhỉ anh nhỉ? Tuần sau là đi bắt chuột ngon anh nhỉ? Ta gạt hết cơ. Ừ. Lúa này tuần nữa là gặt được rồi. Ê. Thực ra là lá xanh thôi nhưng nó quả là chín hết rồi đấy. Quả này chín này. Năm nay dù lúa có màu không cô? Thế à? Dài thế là tốt. Bẫy này là bẫy thứ 3 mọi người ạ. Có là được 2 con cua. 2 cua cành luôn. 2 con cua to luôn á. Hôm nay kiểu gì cũng được nồi canh ngon ăn rồi chồng nhỉ. Mát rời như này.
Mất giờ như này mà có canh cua, cà pháo ăn thì ngon. Em ơi, nắm ốc thế, để mọi người gặt hết xong rồi là hôm nào bọn mình đi bắt ốc đi. Em là con gái nhà lông nên là suốt ngày bán mặt cho đất và bán mông cho trời. À chết nhầm, bán lưng cho trời. Thế đâm ra là nặn nội nọ mọ suốt á. Đây em sẽ xách thùng cho. Đi thôi. Ba bẫy nè. Bốn bẫy hả? À cả bẫy mất nữa là bốn gì? Ngon không? Trong kia là nướng nếp hay nhỉ? Sao lại cái nướng nếp mùa này? Ô chồng em không đánh dấu mà chồng em nhớ đường vào này giỏi không? Ui rồi, bẫy này toàn cua cảnh. To thế, sướng ấy. Hả? À, wow, cái mấy con? Nhìn chưa? 3-4 con hả? 5 con. 5 con cả? Con cua cảnh ấy. Wow. Này. Thấy chưa? Này cái mồi bẹn, mồi to nó vào nó sẽ không ăn được hết mồi hả? Không nhỉ. Này, nhìn này, toàn cua cảnh. Wow, sướng không? Hơi tối một chút. Quay dơ cho khán giả nhìn nào. Đấy, mọi người thấy hay không? Cua này càng của nó kìa. Kiếp cua này là chuẩn cua đồng ngon luôn á. Mọi người có thể nhìn cái màu cua biết kìa. Cái cua nuôi ở ngoài chợ làm sao Vũ em bảo rồi. Anh cứ cái ruộng lúa mà nó dốc một đầu cạn một đầu ấy đấy, anh đặt toàn cua cảnh. Thế à? Thế chuẩn luôn nhỉ. Ngon thế. Tiếc cái bẫy quá. Tiếc cái bẫy thật. Bẫy xịn luôn á. Ui bẫy cái con 5 con toàn cua to. Ừ. Hình như là chú Vũ bị mất bẫy hả? Hả? Ừ. Thấy hôm trước đang lên mạng. Ai cua đây mọi người ơi. Đi tiếp các bác nhá. Nhà em là đặt 20 bẫy cơ mọi người ạ. 25 bẫy. 25 bẫy đặt hết hả anh? Đặt hết đấy. Wow. Thế thì hôm nay kiểu gì cũng tối thiểu cũng phải được 1,5 cân 2 cân cua nhé. Em cứ đếm là mỗi một bẫy được tầm khoảng 3-4 con. 3 con đi. Cua này nó to nên là rất là lạ. Chồng em còn cái món câu lươn. Câu lươn mà chồng em chưa thử. Chờ hết cái vụ cua này đã rồi chồng em thử câu lươn. Là trước hai vợ chồng em hí hửng luôn cười. Hí hửng đi mua một cái cần để câu cái mọi người ạ. Cuối cùng là về bây giờ để cho con trai em nó đi câu. Nó đi hai đi câu run. Chồng em không Tần biết cách câu lươn. À quên, không biết cách câu cái. Ơ còn có mấy con cá rô ron ngon nhỉ? Ngon không mọi người nhìn này. Hai cua cảnh luôn này yêu ơi. Wow xinh thế. Càng này. Yêu ơi biết thế mang túi đi nhặt ốc à. Này càng này. Wow càng ngon chưa? Ạ. Nhìn cái sắc mặt của bác chủ kênh này khi mà vớ phải cua cành này. Rất là hăng hái. Rô ron này phải rán ron mới ngon này. Rán ron. Mẹ ơi, bao nhiêu rô ron này? Rô ron rán ron ăn được hết nhỉ? Ăn hết. Ngon chưa? Trời ơi. Ồ, sao lắng thế này, cái video này tối ghê. Nhưng mà lắng thế này thế thôi, nhưng mà tí về là sẽ sáng à. Ron này bắt hết. Hôm nay tự cảm nhận là đi làm đêm về hình như là chưa được ăn cái gì nên là đói. Đâm ra mới nói nhiều. Đói còn nói nhiều. Đói thì không có cái gì ăn thì nói cho nó quên đói đi. À. Đây cũng bên kia còn bẫy nữa là về đằng kia. Ở đằng kia ấy. Nha. Đây này. Đó, bèo này. Điểm bèo này sẽ có cua mọi người. Bèo này, điểm rất là đẹp luôn á. Sời. Để dành à? Ừ. Đâu hay lại mất rồi.
Ở đây thì chẳng ai người ta xuống người ta mò đâu. Đâu? À. Ui, cua này. Đâu? Nhìn kìa. Nhìn kìa cua này. Đây này. Rồi rồi. Sai. Úi giời ơi, cá rô. Sai. Cua càng à, to không mọi người nhìn này, hai con cua càng. To thế. Ui, toàn cua càng nhỉ. Ừ. 4 con mọi người ạ. 5 con. 3 con cua càng và 2 con cua nhỡ. 5 con. Chiều nằm bẫy luôn. Phải để cho nó chết ra nó mới có mùi đúng không anh? Hả? Phải để nó chết hả? Thì nó có mùi thì cua mới vào gì? Cứ chết là cua nó đánh hơi ngay. Ừ. Hôm nào hỏi anh cái chia sẻ cái cách hỏi em ấy, chia sẻ cái cách bẫy lươn ấy. Em chưa nhìn cái bẫy lươn, tí về xem tí nhỉ. Đổ xuống mương kia. Hôm nào mình còn đi bắt. À hôm nào có cái vật vớt cua của chồng ấy. Đứng trên bờ chỉ vật ốc vàng nhá. Chồng em là đặt từ tối muộn hôm qua đi làm về đi đặt nên là em không quay cái video mà chồng em đi đặt được. Mà hôm nay chỉ đi quay cái video đi thu bẫy thôi mọi người ạ. Rồi cũng sẽ có một ngày đẹp trời. Đi đặt ban ngày. Đặt ban ngày này thực ra là mọi người sẽ nhìn thấy mà sẽ bị mất bẫy. Mất luôn. Bẫy thì bẫy xịn. Toát mồ hôi. Có con gì không anh? Ốc nhỡ. Được một con cua cành ở đâu? 5 con. 5 con nhưng mà được 2 hay 3 con cua càng gì nhỉ? Đây nó ăn mồi bé quá. Ừ, mồi ăn gần hết. Ăn rũ hết mồi. Đây mà. Cua của nhà mình ngon như thế này mà ông bảo là có cua đâu. Chụp cái bẫy đâu. Chụp cái bẫy mà từng đây cua vẫn còn kêu có cua đâu. Phải nói bẫy này hiệu quả thật nhỉ. Ừ. Công nhận. Ngồi nhìn. Ít à. Ngon chưa? Nắng này nhìn nó cứ tối tối không ạ, nhưng mà khả năng là tí nữa về thì nhìn nó sẽ rõ. Không, không việc gì. Cua này, ý xài cá rô này mọi người nhìn này, ngon không? Na, sắp được đi bắt chuột rồi. Hả? Làm gì vậy? Thế kia làm gì? Bơi, bơi. Trời mát thế nhỉ. Sao bên đấy làm gì anh? Nắng quá. Chìm vớ vẩn chết cua đùa đâu. Có cua không? Sao lại thế nhỉ? Thế à? À bẫy cua. Vâng, bẫy cua anh ạ. Cũng được đấy. Ngon luôn. Ngon không? Toàn cua càng ngon nhỉ anh nhỉ? Bác đi phơi thóc à? Hay gặt đấy? À thế à? Anh cấy nhiều không? Anh cấy nhiều? Ba xào cơ à? Ba xào thì thừa thóc ăn luôn đi. Kìa chồng em. Cua, không phải cá. Wow, có cả cá rô à anh? Ôi, cá rô to nhờ. Ôi, giải ơi. Rồi cái que rồi á. Cái que nó chọc vào mặt ấy. Quá đáng đi. Mặt cứ tớn lên. Nhìn nhà em nhiều quả ngã rồi. Thế này mà nhìn thấy gái xinh thì lại bỏ nó nhìn gái. Gái là có cảm giác gì nữa đâu. Thế không được rồi. Ủa con cá rô này to chưa mọi người nhìn này.
Chồng em đang mải mà nhìn con cá rô này nên là bạn ấy ngã mà quả như kiểu như là siêu nhân luôn. Một bẫy này không con nào. Ừ. Bẫy này không được con nào, bẫy này. Nhìn nhỉ, con cá rô tí anh cầm lên tay để cho mọi người xem. Ui, thích thế. Ui ôi, rô này là rô khụ ấy. Wow, ngon chưa? Đây, bác không? Ơ, một con cua đâu? Anh bắt rồi hả? Ừ. Mồi ít quá này, nó ăn tước mồi ra. Ừ. Ngon nhá. Mà nói tuyệt vời luôn. Cò này ở trong Nam người ta vẫn ăn nhé. Ăn gì? Ăn cá cò này. Thế? Cá cò ta hả? Nhưng mà nó là cá cò ta ngày xưa đúng không? Lai. À lai à? Mình không ai ăn. Ăn cá này tanh một xứ. Rán giòn nên ngon. Thế? Này, cái bẫy này không có tại vì là nó ở ngoài nó rỉa hết. Ừ. Rồi. Nó kéo cá ra ngoài đúng không? Kéo ra ngoài rỉa ấy. Ví dụ mồi công an nó không ấy được. À mọi người nhìn này. Sợ rồi. Ngon thật đấy. Ngon quá ngon quá. Trời. Bỏ đây là nước nó đang hết khóc này, mình mắng rồi. Mắng quá chứ anh nhỉ. Đâu? Có không? Quên bẫy. Để mấy con đấy? Một cua cành. Một con cua cành và một con cua nhỏ. Cua này thế thôi, rất là mẩy ấy. Ăn cua cành nhỉ? Ừ, ngon thật. Trời. Lại chìm. Ừ. Ok, cẩn thận ngã kìa. Ừ, chết hết. Ừ. Cả cái chê vào cũng chết. Cá chê à? Ừ nhờ, chết cứng đơ. Tiếc á. Mấy con cua liền mọi người ạ. Cua chết hết. Cua này chắc chẳng ăn được nữa rồi. Đâu ăn được. Ăn được. Mới chết. Về nằm ngay vẫn ăn được. Vẫn còn động động nữa. Ừ. Thôi nhờ. Vậy là 5 con, 6 con. 6 con chết cả 6 mọi người. Tại vì nó chìm, nó bị ngập nước ấy. Ừ, ngon chưa? Thôi chưa? Chưa, ăn được nữa. Ừ. Nó vẫn tươi mọi người. Cá chê. Hai con cá chê vào được. Tiếc ha. Còn cá rô nữa chứ nhờ. Nó đánh chứ mà sao tuột được bẫy ra ngoài chứ. Chắc cá chê nó đánh. Đó. Anh à, đoạn này em sẽ tập trung vào nói nhiều để át cái tiếng nhạc của đám cưới đi mọi người nhá. Đâu ạ? Thế á? Đây. Xời. Ngon không? Wow, cái bẫy này toàn cá rô mấy cả cua rồi, ngon thế. Wow. Cái đoạn này là em nói hơi nhiều chút để áp tiếng nhạc đi. Đùa vậy thôi chứ làm sao mà em áp được tiếng nhạc cơ. Ngon thế, cua cành. Ý. Ngon không? Sắp được nưng thùng rồi mọi người ạ. Đồ này được bữa rồi, này được bữa phải rán rồi. Ừ. Này phải rán thật giòn. Ủa mấy này 5 cá rô nhỉ? 5 cá rô, 3 cua. 3-4 ngàn cua này. Ngon thế. Này vất vả tí, mồ hôi chảy tí cũng thấy vui mọi người. Lúc sáng chồng em bắt em ăn hết một cốc sữa chua mít, một cốc chè thập cẩm và 5.000 xôi. Anh bảo là phải ăn thì mới có sức để đi quay Vinox với chồng. Thế vậy là em lại phải nghe lời chồng, thế là em ăn hết luôn. Ăn mới có sức thì... được ít đúng không? Cô nuôi gì mà lấy bèo vậy cô? Là con gà. À thế ạ. Đi đâu đi bắt gì đây? Cháu đi thu bẫy cua. À. Chú đi bắt ốc à? Ốc ngon nhỉ chú nhỉ?
bắt được cái này, cái rô này nhỉ. Thế mới hay chứ. Tuyệt vời luôn. Ừ. Chắc là ở đâu thoát nước rồi. Đâu? Vào luôn, kiểm tra. Lấy mất rồi á? Đây ai mới mới đi đục này đục đất. Ếch á? Ôi to thế. Ếch này mọi người như này. Wow. Đây được cả ếch này. Giơ đây. Giơ đây để làm hình đại diện luôn. Trời. Đã thế em cầm. Wow, có con ếch to ghê mọi người ạ. Đây là rắn. Đâu? Ui rắn này. Rắn gì? Ô rắn mùng mọi người ơi. Rồi rắn nước, à rắn cỏ. Hoa cỏ à? Có ăn được? Nồi cá bẫy đi. Có ăn được? Ui. Anh. Ui, sợ thế. Ew. Thôi, bỏ con rắn kia đi. Hả? Thả nó đi. Rồi thả. Lấy nó ra là kiểu gì? Ừ. Rút nó ra là được mà. Anh rút con rắn ra trước đi. Con rô to không kìa. Đấy. Ngon không? Rồi. Con ếch kìa. Hả? Các vợ cầm chút xíu. Con rắn nó cắn vợ không. Sao? Được cả ếch các bạn. Vũ. Ếch này, ếch nó đang nhìn em này. Ấy nuôi cái vật ra đây. Thẳng ra đây. Ấy ra đây. Thế. Con này không ăn được anh. Rắn mùng à rắn hoa quả. Ừ. Rắn hoa quả không. Rồi. Tối nay đi đặt bẫy được không? Mai lại đi thu. Mai nhà có cỗ nên xem nào. Mai có cỗ nếu mà đi thu phải đi thu sớm anh ạ. Nhá. Mai nhà em có cỗ. Mai này em phải chiến đấu với 9, 10 mâm cỗ liền đó mọi người. Vất vả lắm. Thế là sáng mai nếu mà chúng mình mà à hay là tối là đi quay cái quả bẫy. Hả? Đặt bẫy. Đặt bẫy ư? Ừ. Xong tháng sáng mai đi thu quay. Cái này tiện đây thì em quay cho mọi người xem trải nghiệm cái video rồi sau đó nếu như mà ai mà cảm thấy ở cái khu vực của mình á có nhiều cua thì có thể liên hệ với em. Em sẽ giới thiệu cho một cái em này em ấy chuyên bán bẫy nhá. Bẫy chuột cũng vậy. Bẫy chuột thì em cũng toàn khán giả cứ hỏi em là có bán bẫy chuột không thì thực ra thì em toàn mua của em ấy thôi. Chứ hai vợ chồng em không bán. Có vị khán giả bỏ em là em ơi em quay video bẫy chuột này mục đích gì? Mục đích chính của em là mục đích chính của em là đi vì cái đam mê của chồng và hơn nữa là đi thứ hai nữa là đi bắt chuột để giúp cho người nông dân chúng ta một phần nào đó để cái xe cái vô duyên ấy đáng nghe nói. Để giúp cho nhân dân của chúng ta là có một cái vụ mùa bội thu. Đấy, chúng em cũng muốn góp phần vào một chút công sức của mình. Thứ hai, thứ ba nữa là đi bẫy chuột này rất là vui. Đi xả stress này. Rồi hơn nữa này có thêm thu nhập. Đấy, có thêm thu nhập và có những cái món đặc sản từ cái mẹ thiên nhiên ban tặng. Đó. Đấy, như thế này là mẹ thiên nhiên cũng ban tặng cho chúng em một bữa ăn rất là ngon nè. Cá rô này, cua đồng này. Bây giờ mọi người thực ra có tiền thì cũng rất là ít người mua được những cái mẻ ngon như thế này á. Bây giờ thường thường là mọi người sẽ được ăn những cái cua nuôi, cá nuôi nhá. Còn nó cái cá mặt tự nhiên như thế này hơi hiếm. Đây. Được 4 con cá rô, một con cua mọi người ạ. 2 cua. 2 hả? Đúng rồi. Ngon thế. Xài. Ngon luôn. Anh em vào chỗ mát đi, em chuối xong rồi để anh ra anh nhận nước mấy cái bẫy ở đây vào.
Thôi. Trong này nó ấy lắm, trong nó rậm rạp lắm. Thế em đi vào không bị ủng, sợ. Thế em đứng đây em chờ anh cũng được. Nhớ đi ra chỗ kia mát đi, em đi đằng nào như chỗ đấy. À thế hả? Được. Vậy mình tạm chia tay nhá. Tạm chia tay thôi nhé. Tạm chia tay nhá. Thế trong sách cả làn lẫn cá hả? Hay là thu về đấy rồi đổ sau? Đi ra đấy. Đi. Đi ra đấy. Đi. Cu anh ạ. Úi giời. Mỗi con. Mỗi con. Úi giời, chồng em lại bắt được con rắn nữa mọi người nhỉ. Lại con rắn đấy hả? Rắn khác hả? Sao ra đây bắt cho mát chồng ơi. Con cua cành. Chết có nhà con sao? Anh bắt cho mấy lạng cua và chi muối đâu không bắt. Cái lồng này sao không? Mày bắt cho hai lạng cua. Mày con rắn kia có ăn không anh? Cháu đang không muốn bán mà. Công nhân gì để vâng. Kiếm chuột kiếm cá để sinh sống hàng ngày. Còn tiền vlog là toàn gửi ngân hàng ấy chứ, đùa đâu. Xe này của ai đấy gì nhỉ? Gì đây, xe của ai đấy? Có tháng được 8 triệu tiền vlog. Cháu nhà à kia của chi hả? Đây cua các bạn. Đấy. Cua cá hôm nay toàn cua cành nhỉ. Nặng quá mọi người ạ. Nặng quá. Lúc đi thì chồng xách đồ, lúc về đi nhẹ về lặng hay là lặng về mấy lặng này vợ. Ờ. Có lặng bao nhiêu chồng cũng vợ cũng xách xách rồi hết được. Chà, sướng. Được nhiều. Được nhiều cua đâm tươi rói. Về đổ ra cái chậu xong là cho khán giả xem thành quả nó mới được cơ hiểu không? Nó mới rõ nhìn nó ngon. Mà nem. Và em sẽ đổ ra chậu để cho các bác xem nhá. Dạ. Cua rất là nhiều luôn rồi. Đấy, em sẽ nhặt cá ra nhỉ. Dạ. Thôi nó cắt này. Cá rô tí làm. À, bác kia bác con đấy nhỉ? Có. Đang lấy. Nhé. Trước khi bán cái mẻ cá rô này chụp lại cái ảnh nhé. Để khoe thành tích nha mọi người nha. Mắc cái bệnh thành tích. Cười cái nhỉ. Vì ngon một cái là vợ của ông gà công nghiệp. Hôm nay bắt mẻ cua ngon là tươi lắm, từ sáng là tươi lắm. Làm đêm ấy rồi, cua nó đỉnh cấp em rồi. Làm đêm về chả buồn ngủ đi cả mọi người. Đi săn bắt với chồng còn buồn ngủ nữa. Vui luôn. Thế cái này là một người bắt hai người vui mọi người. Đúng rồi, chuẩn luôn. Anh ạ. À, chán không? Úi dồi ôi.